Bán kết Champions League, Mbappe chịu thua, cột dọc, PSG nhận thất bại ở Dortmund. Nicolas Fuentes lập công giúp Dortmund giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước PSG trong trận bán kết lượt đi Champions League diễn ra rạng sáng 2/5. Tìm cách trở lại trận chung kết lần đầu tiên kể từ năm 2013, Dortmund, nhà vô địch năm 1997, đã kiên trì và quyết tâm vượt qua đối thủ PSG được đánh giá nhỉnh hơn. Fuentes, chơi trong mùa giải Champions League đầu tiên ở tuổi 31, nhận đường chuyền căng ngang của trung vệ Nico Schlotter ở phút 36 và tung cú sút chìm vào góc trái khung thành, mang về chiến thắng cho đội bóng Đức. PSG cũng đã có cơ hội ghi bàn nhưng Kylian Mbappe hai lần liên tiếp sút trúng cột dọc ngay đầu hiệp 2. Mbappe có hai lần sút trúng cột dọc Dortmund, đội đã thua và hòa trước PSG mùa này ở vòng bảng, có thể tiếp tục mơ trở lại sân Wembley sau 11 năm kể từ trận chung kết Champions League gần nhất của họ. Trong khi đó, bất chấp thất bại, PSG sẽ vẫn tự tin có thể lật ngược tình thế trong trận lượt về trên sân nhà vào tuần tới trước một đội mà họ đã vượt trội hoàn toàn trên sân nhà hồi tháng 9 năm ngoái. Huấn luyện viên của Dortmund, Edin Terzic cho biết PSG trước trận đấu đã được xây dựng để giành chức vô địch Champions League kể từ khi Qatar tiếp quản một thập niên trước. Dự tương phản rõ nhất là siêu sao Mbappe của PSG, người đang chơi trong mùa giải cuối cùng cho đội bóng quê hương, và tiền đạo Fuentes của Dortmund, người chơi ở giải hạng 2 vào 2 năm trước. Được thúc đẩy bởi khán giả nhà cuồng nhiệt, la ó và huyết sáo mỗi pha chạm bóng của Kai, Dortmund đã có màn trình diễn xuất sắc nhất trong hiệp 1, trong đó Jadon Sancho, người thất sủng khi chuyển đến MU, chơi tốt bên cánh phải. Bàn mở tỷ số đến ở phút thứ 36 khi Fuentes kiểm soát bóng chỉ bằng một chạm và thực hiện cú sút chìm hạ gục thủ môn Donnarumma, PSG. Fuentes ghi bàn giúp Dortmund có chút lợi thế trước lượt về mới sau khi giành chức vô địch Ligue 1 hồi cuối tuần trước. PSG có rất ít cơ hội dù họ tấn công nhiều nhưng không có cú sút trúng đích nào trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, đội khách đã trở nên tốt hơn trong hiệp đấu còn lại khi Achraf Hakimi, Mbappe, Ousmane Dembele bỏ lỡ những cơ hội gỡ hòa ngon ăn cho đội khách. Chiến thắng của Dortmund, cùng với trận hòa 2-2 giữa Bayern Munich và Real Madrid trong trận bán kết còn lại, đảm bảo cho bóng đá Đức chứ không phải Anh hay Pháp một suất dự Champions League mùa tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.